coi như là qua bạn Thanh chia sẻ mà em biết đến trung tâm đào tạo chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm tâm thần Pháp của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số 38 Hồ Văn Tám, phường 11 quận Tân Bình. Thì khi mà em đến đây thì lúc đầu thì đến một cái mục đích của em là đến là như nào để làm được cái gì? Dạ, lúc đầu thì em đến để em nhờ cô chỉnh cái mắt đấy ạ. Đúng là cái mắt này bên em thì nó to, bên đây thì nó bị nhỏ nên khi mà em nhìn đấy thì em không có, ý là nó vẫn có bị che tầm nhìn, còn về mặt thẩm mỹ thì em cũng không được tự tin. Dạ. Bây giờ thì nó cũng vẫn còn, bên đấy nó vẫn còn nhỏ hơn bên này. Dạ. Thế nhưng mà mình nhìn thấy nó có dễ chịu hơn không? Dạ có. Thế giờ lúc trước là mặt bị bệnh như nào, em có để ý kể cả cái hàm răng rồi nụ cười hay là các cái nét ở trên rãnh sâu ở cái đường pháp lệnh chỗ mũi má này không? Dạ, thì lúc đầu thì em thì không có để ý cái chỗ này nghe, nhưng mà cái miệng của em cười thì em thấy chụp trong hình là khi nào em cố để cười thì em thấy cái hàm răng nó đều, nhưng mà em vô tình mà bạn chụp hoặc là mình chụp camera thì em sẽ thấy là em hơi bị lệch, nhưng mà bây giờ thì em cười thì em thấy nó đều. Tất nhiên không phải là cứ đều tăm tắp đâu, nhưng em thấy là nó cái nguyên cái khuôn mặt đó nó không có bị lệch bên đây, nó hài hòa. Dạ, nó hài mà hòa. Mà nhìn thấy khi mà chỉnh cái khung răng thì em nhìn cái độ bóng của từng cái răng ấy, nó dạ, nó có hắc bóng lên là nó khác lúc trước đúng không? Dạ. Bởi vì khi cái khung răng mình được chỉnh rồi, dạ, thì nó khác. Dạ. Cái lúc trước mà em không để ý thì không, em không thấy là hai cái rãnh bên này nó bị sâu quá, xong dạ, cái phần mũi này nó bị thô đúng không? Dạ. Xong cô bảo ô không biết mũi là có tiêm hay là cái chỉ gì không, dạ, mà lại sau nó lại to, mà nó chỗ này nó má thì dày cục lên, một cái chỗ này nó rất là sâu đúng không? Dạ, sờ sờ vào thì mũi nó rất là rắn, dạ, và cái dao nó kiểu sần sần. Dạ. Đó. Giờ thì nó mềm mà cũng thế là nó mềm mà. Dạ. Và cái hàm răng của mình khi mình chụp nó hơi bị xiên xuống thế này. Dạ. Đấy, nó kiểu không bị cái khắp khuỷu cái ra cái vào lắm, nhưng mà cả cái hàm nó bị, dạ, bị nguyên dốc xuống như thế này. Dạ. Thì bây giờ là cái môi miệng mắt mũi miệng là nó đã ngang ngang ra rồi. Dạ. Đấy. Và cái cằm đấy chia, dạ, sẻ về cái cằm. Dạ, là cái cằm này có nghĩa là mình hay nói là nọng cằm, có nghĩa là mặc dù con ốm thì con vẫn sẽ nhìn thấy cái nọng đó và nó hơi bị cứng, nhưng mà cái mà con thấy hôm nay nhiều nhất chính là cái nọng, tại vì nó sẽ gửi từ đây qua đây to mà nó cứng, dạ, đấy xuống đây và đập luôn vào mắt cái là nhìn thấy này thì và bây giờ nhìn là thấy nó... những cái đường mà của cái vấn đề mà cái sẹo lồi đây này, dạ, lúc trước nó chảy xuống đây nó mình nhìn thấy cả một cái đó, cả cái nó loang nhằng nhằng đó ở sẫm màu đúng không? Em hỏi luôn là cái cổ bị làm sao kia, tưởng, dạ, là vừa cái phẫu thuật cái gì ở chỗ này, dạ, đó. Thế nhưng mà đến là bây giờ nó gọn đi rất là nhiều. Dạ. Với lại được con thấy người nó rất là khỏe, mặc dù, dạ, là con thấy nó không có liên quan tới cái mắt, ừ, nhưng mà khi mà làm như vậy thì con nghĩ là nó sẽ có nhiều sự tác động, tại vì thật ra là nó đẹp một phần nhưng mà con vẫn nghĩ là con cần sức khỏe 90 còn đẹp thì 10. Đó là cái lúc mà đến đây ấy, thì mong là chỉnh cái mắt thôi để, yeah, cho mắt nhìn dễ chịu và nó đỡ bị bên to bên nhỏ đúng không? Yeah. Nhưng mà cuối cùng đến đây là cô mang ra là cô chụp rốn này, cô chụp khe mông này, vâng, cô chụp lưng này, cô chụp xương đòn này, tức là bởi vì tất cả những cái chỗ lệch lạc ở trên người đấy là nó gây nên kéo lệch lạc cả từ ở trên cổ, trên đầu, trên mặt, yeah, đấy. Thế thì đến khi mà mình chỉnh ra một cái ở trên người dễ chịu, rốn trước đấy em thấy là cái, yeah, bụng nó bị xoay sang bên đúng không? Yeah. Cái rốn bây giờ nó về giữa cái khe mông tứ rồi đấy, là mông nó lệch, cái khe mông nó ngoéo sang bên, yeah, nhưng mà chỉnh một cái là cái mông nó thẳng, yeah, cái hình ấy là thấy khác ngay, và lưng nó cân đối, ngực người vai ấy, bên cao trước bên cao bên thấp nó chụp nó rõ ràng hơn bây giờ, kể cả vai cổ hai bên cân luôn thẳng luôn. Đấy thì nó đã không bị đỡ bị kéo ở trên mặt rồi. Lúc đấy chưa làm gì xong đã thấy cái cằm là đúng rồi, nó cái nọng nó đi đâu đúng không? Yeah. Bây giờ nó vẫn còn, nhưng mà nếu là sau một buổi như này đấy là em thấy là em dễ tưởng tượng ra là sau một, yeah, buổi nữa mình sẽ như nào. Và khi mà làm xong em thấy cái mũi của em có thấy cao cả lên cái chỗ phần trên này không? Mà em thấy mũi dẻo. Có nghĩa là nhìn trong gương thì có nghĩa là em không sẽ không biết nhiều bằng ví dụ như chị Thanh nhìn em quen. Nhưng mà em thấy nó cân đối hơn. Về tổng thể là em thật sự là thấy cân đối hơn. Tại vì bình thường em nhìn em trong gương là em thấy hơi lệch. Đó. Thế cơ thể nó thoải mái nhẹ nhõm như đầu không? Dạ. Vắng nhẹ. Dạ. Chắc chị Thanh quay vô là chắc mong muốn là được 10 ngày được cô trải nghiệm. Để nhờ cô làm cho em xong rồi em sẽ quay video 10 ngày sau.
Thế mà cô không bảo đợi những mấy năm rồi đấy, làm sao biết được cô? Dạ đúng rồi, thì thật ra là lúc đó là Covid. Xong rồi em search ra những cái phương pháp mà không dùng thuốc. Thì nó ra cái bài sấy kéo. Thì em áp dụng cái đó trong Covid á. Tại vì thật ra bị sốt nhưng em vẫn áp dụng luôn. Là em sấy mối sống lưng nhưng không có kéo ra đâu. Nhưng mà lúc đó cô dặn là sấy với lượng nhỏ nhất và kéo nó ra. Và không có cần phải nóng, không nóng mà cứ không vội vàng. Thế là nhưng mà lúc đấy thật ra là em không kéo được. Tại vì con bé nó còn nhỏ nên nó ngồi lâu không được. Nhưng mà em vẫn dùng cái số nhỏ nhất. Và thật sự là cái đó là không ai nghĩ. Tại vì cứ nghĩ là nó đang bị sốt của Covid nhưng mà dùng cái đó sấy tại sao lại nóng hơn à? Đúng rồi, nóng hơn à. Nhưng mà thật sự là nó bị nó hạ sốt. Tôi nghe thì nó không liên quan nhưng mà tại thật sự lúc đó là kéo ra thì cái hơi nóng nó cũng ra theo, mà lạnh thì